Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Tô Màu Vẽ Tranh của mình. Mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh về một ngôi nhà biệt thự này rồi. Rất nhiều chi tiết nhỏ, và hãy cùng mình tô màu cho bức tranh này nhé. Mình sẽ tô màu cho những chi tiết nhỏ trước. Phần phía trên thì mình sẽ tô chủ đạo là màu cam. Thank you.
khi mà chúng ta nhận mực đó thì nó rất là khó để ta thay mực đó cái này không biết, tại đấy hỏi taxi. Nhà đưa lên đây thì mới biết. Và giải pháp này thì chắc các bạn mặt thì em sợ rồi. Anh mới được có 12 cái thôi. Thật. Tự nhiên bị gì? Buồn ghê. Đáng ra ngày thứ bảy là ngày mình vật vờ ấy. Đó thì hơi xa đấy, nhưng mà phần thềm của ngôi nhà này thì mình sẽ sử dụng màu xám nha. Và bức tranh về biệt thự này đã được mình tô màu xong rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.